Thầy chào các em. Tiết học ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các em bài thấu kính phân kỳ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ. Ở hai bài trước, các em đã học thấu kính hội tụ và ảnh một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Thì các em cần nắm vững các nội dung ở bài trước như sau. Thứ nhất là các em phải biểu diễn được đường đi của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. Thứ hai, phải nắm vững đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Khi vật đặt ngoài tiêu cự của thấu kính hội tụ, luôn cho ảnh thật ngược chiều với vật. Khi vật nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ, sẽ cho ảnh não cùng chiều với vật và lớn hơn vật. Những cái nội dung ở bài trước, thông qua bài học hôm nay, các em sẽ thấy giữa hai thấu kính có cái sự khác biệt. Thì trong bài hôm nay, thì lần lượt ta sẽ xét những cái nội dung sau. Thấu kính phân kỳ có đặc điểm gì khác so với thấu kính hội tụ? Các tia sáng đặc biệt của thấu kính phân kỳ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ có đặc điểm gì và cách dựng ảnh? Đó là ba nội dung ta sẽ học. Đầu tiên thì các em sẽ quan sát mặt cắt ngang của một số thấu kính. Thì có 5 cái thấu kính. 5 thấu kính này có hình dạng khác nhau. Về hình dạng của thấu kính hội tụ các em đã học rồi, thì các em chú ý phần giữa và phần rìa của thấu kính. Phần giữa và phần rìa, phần giữa và phần rìa. Câu C 1. Trong các thấu kính trên, các em hãy so sánh độ dày phần rìa và phần giữa. Năm thấu kính. Thì rõ ràng các em nhận xét thấy thấu kính 1, thấu kính 3 và thấu kính thứ 5 có phần giữa dày hơn phần rìa. Còn thấu kính 2 và 4 lại có phần giữa mỏng hơn phần rìa. Như vậy trong các thấu kính này thì thấu kính nào là thấu kính hội tụ? Thì ta cũng biết ngay, đó là thấu kính 1, 3 và 5. Còn thấu kính 2 và 4 có phần giữa mỏng hơn phần rìa, đó chính là thấu kính phân kỳ. Như vậy, một cái đặc điểm của thấu kính phân kỳ nó khác với thấu kính hội tụ là về cái hình dạng. Thấu kính phân kỳ có phần giữa mỏng hơn phần rìa. Bây giờ ta sẽ quan sát tiếp về chùm tia sáng chiếu qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Chùm tia tới song song đến thấu kính hội tụ cho chùm tia ló hội tụ. Chùm tia tới song song đến thấu kính phân kỳ lại cho chùm tia ló phân kỳ. Tức là chùm tia ló này nó phân tán ra, nó loe rộng ra là chùm tia phân kỳ. Như vậy một cái đặc điểm khác nữa là gì? Là cái hình dạng của chùm tia ló. Chùm tia ló là chùm tia hội tụ nên thấu kính đó là thấu kính hội tụ. Và chùm tia ló là chùm tia phân kỳ nên thấu kính đó gọi là thấu kính phân kỳ. Một nhỏ đặc điểm của thấu kính phân kỳ thì ta có hai cái đặc điểm là về hình dạng và đặc điểm của chùm tia ló. Thấu kính phân kỳ có phần giữa mỏng hơn phần rìa. Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ sẽ cho chùm tia ló phân kỳ. Phần số 2 là các khái niệm của thấu kính phân kỳ. Thì cũng có 4 khái niệm giống như thấu kính hội tụ. Đó là trục chính, quang tâm, tiêu điểm và tiêu cự. Thì trong 4 khái niệm này thì có 2 khái niệm hoàn toàn giống như thấu kính hội tụ. Đó là trục chính và quan tâm.
Thì các em nhớ lại cái bài thấu kính hội tụ. Thì hai khái niệm trục chính và quan tâm của thấu kính phân kỳ hoàn toàn giống như thấu kính hội tụ. Một cái điểm khác biệt, thầy chỉ nói cái điểm khác biệt này thôi, đó là tiêu điểm của nó. Thì trong thấu kính phân kỳ, do cái sự khác biệt về hình dạng cho nên là ta ký hiệu thấu kính phân kỳ bằng một đoạn thẳng có hai mũi tên hướng vào nhau. Giờ ta sang phần 2 là các khái niệm của thấu kính phân kỳ. Thì như thầy nói là trục chính và quan tâm thì giống như thấu kính hội tụ, chỉ có khác về cái tiêu điểm thôi. Thì các em quan sát, khi chiếu chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ, chùm tia ló ra là chùm tia phân kỳ. Như vậy hai tia ló này không thể nào cách nhau ở phía sau thấu kính, và nếu ta kéo dài hai tia ló này thì nó sẽ cách nhau tầm một điểm ở trên trục chính cùng phía với tia tới, và điểm này ta gọi là tiêu điểm của thấu kính. Trường hợp nếu ta chiếu ngược lại, các tia ló cũng là tia phân kỳ, ta kéo dài hai tia ló này cùng phía với tia tới về phía trước thấu kính thì điểm này cũng là tiêu điểm của thấu kính. Như vậy đối với thấu kính phân kỳ cũng có hai tiêu điểm, nhưng mà nó đặc điểm của tiêu điểm này nó khác với thấu kính hội tụ. Thầy nhắc lại lần nữa, khi chiếu chùm tia tới song song với trục chính, chùm tia ló có đường kéo dài cách nhau tầm một điểm trên trục chính cùng phía với tia tới, gọi là tiêu điểm. Và mỗi thấu kính có hai tiêu điểm cách đều quan tâm mô. Em xem lại cái hình vẽ thì ta nhớ cái cách vẽ hình. Đầu tiên là các em vẽ trục chính, các em vẽ thấu kính, các em xác định hai tiêu điểm hoàn toàn giống như thấu kính hội tụ nha. Rồi bây giờ ta chiếu chùm tia tới song song với trục chính, chùm tia ló kéo dài cắt nhau tại F nằm trước thấu kính. Này cũng thế, chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho chùm tia ló có đường kéo dài cắt nhau tại tiêu điểm F trước thấu kính cùng phía với tia tới. D nhỏ tiêu cự thì cũng giống như thấu kính hội tụ, khoảng cách từ quan tâm đến mỗi tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính, tức là OF bằng OF phẩy bằng F. Như vậy ta thấy ở trong phần số 2 này chỉ có một cái điểm là tiêu điểm, chỉ có một nội dung là tiêu điểm của thấu kính phân kỳ, nó khác với thấu kính hội tụ thôi. Còn lại thì nó cũng giống, các khái niệm cũng giống như thấu kính hội tụ. Các tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kỳ thì có hai tia sáng đặc biệt. Tia thứ nhất, tia tới song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F trước thấu kính. Và tia thứ hai, tia tới qua quan tâm thì tia ló chuyển hẳn. Tia tới, tia số 1, song song với trục chính, tia ló có đường kéo dài đi qua F. Tia tới qua quan tâm, tia ló chuyển hẳn. Ta sang phần thứ hai, ảnh có một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ. Để quan sát ảnh có một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ, người ta cũng làm thí nghiệm giống như thấu kính hội tụ. Gồm có vật sáng, ở đây là cái ngọn nến, thấu kính phân kỳ và cái màn ảnh. Và khi người ta đặt cái vật ở trước thấu kính phân kỳ, khi dời vật lại gần hay là ra xa thấu kính thì trên cái màn ảnh người ta đều không hứng được ảnh trên màn,
Thầy nhắc lại lần nữa, cho dù vật ở bất kỳ vị trí nào trước thấu kính phân kỳ thì người ta không thu được ảnh trên màn hướng nhãn, tức là ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ là ảnh ảo. Và muốn quan sát ảnh ảo này, ta phải nhìn sau thấu kính, nhìn qua kính thì các em sẽ thấy được ảnh ảo đó cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều với vật, nhỏ hơn vật. Và muốn dựng ảnh một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính trước thấu kính phân kỳ thì ta làm sao? Thì cũng giống như thấu kính hội tụ, thì các em chỉ cần dựng ảnh của điểm B và các em sử dụng hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính, tức là từ B các em vẽ tia tới song song với trục chính, tia tới đi qua quan tâm, các em vẽ hai tia ló tương ứng thì tìm giao điểm của các tia ló, đó chính là ảnh B phẩy. Từ B phẩy các em hạ đường vuông góc của trục chính, cắt trục chính tại A phẩy, vậy A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Câu C4, ta vận dụng một vật sáng AB đặt vuông góc của trục chính của thấu kính phân kỳ có thiêu cự 12 cm, điểm A nằm trên trục chính và cách quan tâm mô một khoảng OA bằng 24 cm, dựng ảnh A phẩy B phẩy của AB và dựa vào hình vẽ hay lập luận để chứng tỏ ảnh này luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Như vậy ở câu này có hai yêu cầu, yêu cầu thứ nhất là dựng ảnh và yêu cầu thứ hai là dựa vào hình vẽ lập luận để chứng tỏ ảnh này luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Thì cái phần dựng ảnh trước, giả sử ta có vật sáng AB thì như thầy đã nói, các em chỉ cần dựng ảnh của điểm B bằng cách sử dụng hai tia đặc biệt. Rồi, như vậy ta được ảnh A phẩy B phẩy. Và bây giờ ta sẽ lập luận để chứng tỏ rằng ảnh này luôn nằm trong khoảng tiêu cự OF. Thì thầy gợi ý giùm em chưa? Thì ta để ý cái vật sáng AB này cho dù di chuyển lại gần hay là di chuyển ra xa thì cái tia tới BI có phương luôn không đổi. Và dẫn đến gì? Dẫn đến cái tia ló FI, tia ló FI cũng có phương không thay đổi. Và giao điểm B phẩy là do BO và FI cách nhau. Vì thế B phẩy luôn nằm trong cái đoạn FI. Mà nếu B phẩy mà nằm trong cái đoạn FI thì A phẩy B phẩy phải luôn nằm trong đoạn OF, tức là ảnh A phẩy B phẩy luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính phân kỳ. Khi dịch chuyển AB lại gần hay ra xa thấu kính, tia tới BI có phương luôn không đổi, nên phương tia ló FI cũng không đổi. Ảnh B' là giao điểm của BO và FI, luôn nằm trong đoạn FI. Là cái B' này luôn nằm trong đoạn FI. Vì vậy ảnh A'B' luôn nằm trong tiêu cự OF của thấu kính. Các em hiểu chưa? Cái này ta lập luận thôi chứ ta không cần phải chứng minh công thức gì hết. Độ lớn ảnh ảo tạo bởi các thấu kính. Như vậy ta đã biết đối với thấu kính hội tụ cũng tạo ra ảnh ảo và thấu kính phân kỳ cũng tạo ra ảnh ảo. Như vậy hai cái ảnh ảo này có gì khác nhau? Muốn như vậy thì ta phải dựng ảnh và phải xét cùng một vật,
đọc cái câu C5. Cái vật AB đặt trước thấu kính tiêu cự 12 cm, vật AB cách thấu kính một khoảng 8 cm, nghĩa là cùng một vật và đặt cùng một vị trí đều cách thấu kính là 8 cm. Hãy dựng ảnh A'B' của AB và dựa vào hình vẽ này để nhận xét về độ lớn của ảnh so với vật trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thấu kính phân kỳ, trường hợp thứ hai là thấu kính hội tụ. Trường hợp thứ nhất, ta dựng ảnh ta bởi thấu kính phân kỳ. Vật AB nằm trong khoảng tiêu cự. Thì các em dựng ảnh của điểm B. Là B phẩy. Từ B phẩy hạ đường vuông góc xuống trục chính là A phẩy. A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Coi thấu kính hội tụ. Vật AB cũng cách thấu kính 8 cm. Từ B vẽ tia tới song song trục chính. Tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy. Thì em nhớ nha, ở thấu kính hội tụ là tia ló đi qua tiêu điểm F phẩy. Còn thấu kính phân kỳ là tia ló có đường kéo dài đi qua F. Hai cái khác nhau. Ta kéo dài hai tia ló, ta dựng được ảnh A phẩy B phẩy. Rồi, thì qua hai cái hình này thì các em nhận xét như thế nào? A phẩy B phẩy ảnh não ở thấu kính hội tụ, A phẩy B phẩy là ảnh não của thấu kính phân kỳ, dễ nhìn thấy đúng không nào? Ảnh não ta bởi thấu kính hội tụ thì lớn hơn vật, độ lớn của não lớn hơn vật. Ở thấu kính phân kỳ, độ lớn của não thì lại nhỏ hơn vật. Và một cái nhận xét nữa, ở thấu kính hội tụ thì cái ảnh não A phẩy B phẩy có thể nằm trong hay là nằm ngoài tiêu cự, nhưng luôn luôn nằm xa thấu kính hơn so với vật. Còn thấu kính phân kỳ thì ảnh não này luôn nằm trong khoảng tiêu cự, và do vậy ảnh não này nằm gần thấu kính phân kỳ hơn so với vật. Người ta lưu ý về điểm giống nhau thì cả hai ảnh não này cùng chiều với vật. Về sự khác nhau, ở thấu kính hội tụ ảnh não tạo bởi thấu kính hội tụ lớn hơn vật, nằm xa thấu kính hơn vật. Đối với thấu kính phân kỳ, ảnh não tạo bởi thấu kính phân kỳ nhỏ hơn vật và nằm gần thấu kính hơn vật. Và đến cái phần tính toán. Ở câu C7 cũng dựa vào cái điều kiện ở câu C6, có thêm cái chiều cao của vật là 6 mm. Ta ký hiệu F bằng OF là tiêu cự của thấu kính, D bằng OA là khoảng cách từ vật đến thấu kính, H bằng AB là chiều cao của vật, D phẩy bằng OA phẩy là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, và H phẩy bằng A phẩy B phẩy là chiều cao, độ cao của ảnh. Giờ ta xét trường hợp thấu kính phân kỳ trước. Thì quay lại cái hình hồi nãy. Vậy sau khi đã có ảnh não rồi thì ta ký hiệu thêm cái điểm này là điểm Y, là tia tới song song với trục chính gặp thấu kính ở điểm Y. Thì các em cũng sử dụng các tam giác đồng dạng, tam giác OAB đồng dạng tam giác OA phẩy B phẩy. Em thấy chưa, hai tam giác này có chung đỉnh O. Và các em viết tỷ số đây, OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B phẩy. Kèm thay các ký hiệu D, D phẩy, H, H phẩy vào. OA là D, OA phẩy là D phẩy, AB là H, A phẩy B phẩy là H phẩy. Cặp tam giác thứ hai, OIF, OIF đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy F. Hai tam giác này có chung đỉnh là F. Ta cũng đưa ra được tỷ số OI trên A phẩy B phẩy bằng OF trên A phẩy F. OI là AB là H, A phẩy B phẩy là H phẩy.
OF là tiêu cự. À, A phẩy F, các em nhìn thấy đoạn này, A phẩy F thì các em sẽ thay thế bằng OF trừ cho OA phẩy, tức là F trừ cho D phẩy, tại vì OA phẩy là D phẩy. Như vậy ta có hệ thức 1 và 2. Hai hệ thức này ta suy ra 2 vế D trên D phẩy bằng F chia cho F trừ cho D phẩy. Và các em thay D và F vào cái hệ thức này thì các em sẽ tính được cái D phẩy là 4,8 cm. Rồi các em thay cái D phẩy, D và H vào hệ thức số 1. Hệ thức số 1 thì các em sẽ tính được H phẩy bằng 3,6 mm. Em không cần phải đổi, em vẫn để nguyên đơn vị là cm. Tại vì khi mà em thay qua đây thì cái đơn vị cm nó rút gọn rồi. Như vậy cái H phẩy này nó sẽ theo cái đơn vị của H, tức là mm. Cũng không có gì khó đúng không? Ở thấu kính hội tụ thì cái hình ở đây, thì cái phần này thầy cũng đã nói trong cái bài ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ rồi, nhắc lại lần nữa ha. Tam giác OAB, tam giác OA phẩy B phẩy đồng dạng, ta suy ra được tỷ số này, cũng thay thế D D phẩy H H phẩy. Cặp tam giác thứ hai OI F phẩy và tam giác A phẩy B phẩy F phẩy, em thấy đó, so với thấu kính hội tụ đó, thay vì ở thấu kính phân kỳ là OIF thì đây là OIF phẩy, rồi đây là A phẩy B phẩy F thì đây là A phẩy B phẩy F phẩy đó. Nó có điểm khác cho đấy. Rồi ta cũng đưa ra các tỷ số bằng nhau, A phẩy F phẩy, A phẩy F phẩy thì bằng OA phẩy cộng cho OF phẩy, mà OA phẩy thì là D phẩy, OF phẩy thì là F. Ta thay qua đây, vậy từ 1 và 2 ta cũng cho D trên D phẩy bằng F chia cho F cộng D phẩy. Rồi em thay số thôi, thay DF ta tính được D phẩy, rồi thay D D phẩy H vào hệ thức số 1, em tính được H phẩy chiều cao đến 18, chiều cao của ảnh đến 18 mm, trong khi là ở thấu kính phân kỳ chiều cao của ảnh là 3,6 mm, nhỏ hơn chiều cao của vật, còn cái này là lớn hơn chiều cao của vật. Thì tiết học vừa rồi đến đây là kết thúc, thì thầy cũng dặn thêm một số nội dung. Thứ nhất, em học thuộc các tia sáng đặc biệt của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Đến bây giờ thì em đã học cả hai thấu kính, từ cái cách biểu diễn các tia sáng đặc biệt, cách dựng ảnh. Đó, thì em muốn dựng ảnh được đúng, chính xác thì em phải thuộc các tia sáng đặc biệt, và đặc biệt khi vẽ hình thì phải dùng thước của bút chì để có sai thế này mình gom mình xóa được. Xem lại cái bài học này trên cái video, có thể thầy đi hơi nhanh vì bài nó hơi dài, thì các em phải xem lại để ta nhớ kỹ từng phần. Và thầy sẽ gửi cái bài tập của thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ trên cái trang web của trường, thì các em cứ theo dõi, các em lấy về các em làm thêm. À, sau tiết này sẽ có một tiết bài tập về thấu kính. À, thì để làm được những cái bài tập trong cái tờ bài tập mà thầy sẽ giao thêm á, thì các em cũng theo dõi để mà ta học cái bài tập của thấu kính trên video. Trong sách bài tập thì các em làm những cái câu theo cái số thầy cho, vừa có câu trắc nghiệm vừa có câu tự luận. Nếu các em làm
được các bài tập thì các em gửi qua địa chỉ mail của thầy để thầy kiểm tra, và có thể thầy sẽ cho điểm cộng. Và nếu làm bài đúng thì các em sẽ được điểm cộng, hoặc là đưa vào cột điểm miệng, hoặc là 15 phút. Cố gắng nha em. Thầy chào các em.